một sự kiện lớn nhất từ trước đến nay của ngành roaming Việt Nam. Hôm nay Uyên cũng đã kịp tranh thủ có mặt từ sáng với cương vị là khách mời của Hibonic đến tham gia sự kiện. Các bạn thí sinh đã có mặt từ 6:30 sáng để làm công tác chuẩn bị giờ thi đấu. Với hơn 250 thí sinh trong và ngoài nước tham gia, cuộc thi phải chia thành 2 buổi thì thực sự quy mô quá lớn. Tại đây các bạn đã có sân chơi vô cùng chuyên nghiệp và công tâm với 7 giám khảo đến từ các quốc gia để chấm thi. Mặc dù công việc rất bận, nhưng mà Uyên cũng đã tranh thủ kịp có mặt ở đây để cổ vũ nhiệt tình cho các bạn trong nước nói chung và Nha Trang Quyền nói riêng. Có nhiều bạn còn đăng ký tham gia thi cả sáng lẫn chiều, quá là hâm mộ tinh thần chiến đấu của các bạn. Đến đây thì Uyên cũng cảm thấy rất tự hào về ngành roaming Việt Nam, mong sẽ mãi là một thành viên cống hiến hết mình cho ngành nghề mà mình đã yêu thương và theo đuổi. Chúc cho các bạn có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời như Uyên. Bye.